vô đi nè. Trời ơi. Cảm ơn chú Vinh. Công nhận nhanh nè. Thời gian thấm thoát thôi đưa. Mới đây mà thấy sống nửa đời người rồi. Ở chung với lại hàng xóm về dễ thương quá. Lâu lâu mới làm bữa tiệc hàng gắn được. Chứ tụi bay suốt ngày cãi nhau không. Có ông đâu á, chú. Ông này nè, ông này nè. Mỗi lần mà nhà mình mà có tiệc chút xíu là ông chửi như đúng rồi. Không phải, tại vì ồn quá. Ồn mới vui. Vậy bữa nay tiệc nhà anh vợ chồng tôi cũng hát ồn ào vậy chơi nó vui nha. Hát thoải mái. Cái thằng này nó lấy cái loa ra, không phải để nó hát đâu. Nó lấy cái loa ra tranh thủ mở nhạc nó nhảy đó. Bây giờ là nhà ông làm ồn nha, với nhà tôi nha. Loa này công sức dữ à. Cái đứa chủ tiệc đâu không thấy, kêu nó ra đi rồi tôi... Dạ đúng rồi, sao lè lâu quá vậy? Lè, mà... lè ơi. Ba ơi, ba, chú ơi, chú. Chắc là con xin phép con đi đây một chút mà con. Ủa? Quay về. Gì vậy? Ủa, sinh nhật mà đi đâu con? Trời ơi, mới dọn bàn tiệc ra, cứ đứng lên đi liền. Dạ trời ơi. Trời ơi, gì vậy? Hết hồn, bóng thổ, bóng thổ. Tao nói mày hồi nãy rồi mày thổi chớ, tao mày thổi chắc bá nữa. Thôi thôi, được rồi. Cô chú thông cảm cho con nha, con đi ra đây con gặp bạn con chút, con về con ăn sinh nhật mà của sao Lè. Sao hết cái buổi sinh nhật Lè rồi đi, hoặc là hẹn bữa khác thì lỡ hẹn rồi sinh nhật người ta Happy New Year mà đi đâu. Happy birthday. À, birthday. Con lỡ hát rồi, thôi con xin phép nha. Để con về con tranh thủ về liền nha ba nha. Chú nha, thông cảm giùm con chút. Nói với Lè chút con về liền. Má nó vô duyên. Nè, con tôi nó vô duyên mày. Sinh nhật người ta kìa. Rồi, đó ông nội. Công nhận thằng con của Hồng nó thẩm mỹ à. Nó đi nửa tiếng hồ nó mặc bộ đồ ngủ ra ăn sinh nhật. Ở đâu con chọn nãy giờ được bộ này đó mới đúng với lại phong cách của con. Hôm nay này thật vui khi có biết bao nhiêu người. Hôm nay sinh nhật của con chơi hết mình. Yeah. Uống miếng nước ngọt đi. Để cho chú dù dưỡng là lớn. Dạ. Để chú phát biểu. Mong vậy chú. Cái gì vậy? Gì vậy chú? Chú lấy cái gì ra phát biểu vậy? Đấy. Cái micro nó nằm bên này mà. Ồ. Kính thưa các cháu trong xóm Bảy Nụ, chúng ta sống với nhau cũng nhiều năm rồi. Dù ai đó đi ra khỏi xóm, chúng ta vẫn một lòng trụ lại để chúng ta cùng nhau xây dựng một xóm bình yên. Thì con nhỏ cháu nay đã trưởng thành rồi, thì nó cũng đã tới tuổi lớn cặp kê. Nói chuyện kỳ, ai kê cặp gì, con tôi còn nhỏ mà kê cặp kê gì đấy. À, bây giờ nó 20 tuổi rồi. Rồi còn nhỏ gì đó ba. À, 20 tuổi mà quen bạn trai 7 3 công an bắt gán chịu. Cái gì vậy trời, người ta sao nữ thập tam nam thập lục là. Ủa, yêu đang được phát rồi. Biểu mà đang phát biểu chưa hết. Trời ơi, nhìn ông 7 đứng phát biểu giống như ba tôi hồi xưa. Anh bây giờ anh 7 gỡ cái cột thu lôi xuống đừng tôi được không hay. Sợ nhỏ này đem lên nè. Trời, nó dễ thương mà chú. Có bụng quà nhỏ cho cháu. À, tặng quà thôi mà nãy giờ soạn văn rồi thấy ghê, chắc cũng lâu lắm rồi không được phát biểu nè. Đây. Ủa gì vậy? Trời ơi, ông Bảy đi sinh nhật con gái tôi mà ông tặng xương rồng ông Bảy. Tất cả mọi thứ đều có ý nghĩa của nó. Xương rồng là cái cây nó sống cô đơn giữa cát sỏi đá. Dù sau này ba con có chết đi thì một mình con sống giữa cô đơn sỏi đá vẫn trưởng thành được, vẫn một gai để đâm chết loài người. Trời đất ơi. Ôi kỳ cục quá à. Sinh nhật con mà tự nhiên chùi ba chết luôn. Nói cho vậy thôi chứ đây là một sự mạnh mẽ vươn lên trong gian khó. Đó, đó vậy chứ. Đó. Đây, để ba ẩm. Ê, ê, trời. Đưa đây ba, đưa đây ba, đưa đây ba. Trời ơi ba, có chuyện gì được. Cái này xong rồi ra, tới phiên tôi nha. Đây, ngồi xuống, có quà, có quà, có quà. Có quà. Năm nay bình là... Ra kia. Đi ra một cái biểu sân khấu bên đây. Hả? Mày đi thôi. Mệt đừng quá. Không, cái thần thái của tôi là chú biết rồi. Hôm nay là sinh nhật của con bé Lè. Chú là chú sẽ tặng con 3 tháng miễn phí học dance sport. Wow. Thật là tuyệt vời. Còn biết chú Vinh là tặng cho tất cả mọi người 3 tháng mà 3 năm rồi có ai học đâu. Ờ, nói giỡn chứ. Con cảm ơn chú Vinh. Trời, vô. Nhưng mình là học nha. Dạ, con cảm ơn chú. Dạ, tới con. Mình không có hiện vật mình hả? Mình phải có quà chứ. Hiện vật, muốn hiện vật, có hiện vật. Yeah. À, dạ, thưa mọi người. Dạ, người ta nói là mình của ít lòng nhiều nhưng biết điều không cho ít. Đây là giống cà quý của quê con. À. Cái cà này là đặc biệt, ở quê con là đặc sản. Cà này ăn vô là đẹp da dữ lắm. Dạ, đây con tặng gia đình. Cảm ơn cô, tặng con ăn đẹp da. Đó, đó, cái của ít lòng nhiều. Cái này là quý lắm mới cho đó, chứ không là để bán rồi. Dạ, con cảm ơn. Thôi, cất vô đi rồi. Thôi lên đi coi.
Ủa nhưng mà nãy giờ sao con không thấy Ngân đâu hết vậy? Ngân đi công chuyện rồi con, bạn bè vậy đó. Ủa mà sao nãy giờ chưa tổ bác sinh nhật có chờ ai nữa đâu mà thôi, Ngân nó đi về sao không được? Khoan, đợi giùm con một chút xíu nữa thôi nha. Con có một bí mật đặc biệt dành cho ba. Ai nữa? Trời, không chừng nó giới thiệu bà dì mới cho bà nó. Thôi nha, đừng có nói cái chuyện mà dì cháu vô đây nha, tôi đã đủ tổn thương rồi nha. Ủa, có ai vô mua đồ kìa bà? Ra bán đồ. Nghĩ bán mà, này đâu bán cà phê đâu. Wow. Cái gì vậy? Honey đẹp. Trời, cảm ơn nha. À, tính ra là khu này cũng dễ kiếm chứ hả? Hình như nó mình chết hết rồi, nó không thấy mình đi. Quên. Dạ. Dạ, con giới thiệu với ba. Hãy giới thiệu hàng xóm trước. Ba muốn ba là những vật đặc biệt. Đây chắc là ông nội đó, của ông nội mày. Thôi chú, quê mới gặp mà thấy quê. Ở đây là hàng xóm láng giềng của bên em thôi. Dạ. Đó, đây là chú Bảy nè, cô Lài nè, chú Vinh nè. Đó là mấy người ở bên nhà kế bên vậy thôi đó. Ủa, cái ông này sao mà ổng ăn mặc gì kỳ cục gì lè lẹt, lớn tuổi rồi mặc áo hồng rồi đội đầu xanh gì, ăn sao mà không có cái kỳ cục. Ông này ông làm nghề gì? Ba em đó. Giới thiệu đi con. Giới thiệu đi. Ba ơi. Con lại ba. Cái gì vậy trời ơi, vừa mới quay qua sao nó lại tôi rồi. Hồi nãy ảnh lỡ ảnh nói không có tốt về ba, cái xong rồi ảnh biết điều lắm á ba. Không sao. Cậu là bạn trai của con tôi hả? Dạ. Con xin tự giới thiệu. Con năm nay 22. 22. Dạ. Con tôi 20. Nhất gái lớn trai, nhì hai lớn một không hợp rồi ha. Nhất gái lớn trai, nhì hai lớn một là gì? Khi mà ông có con gái đi rồi con gái ông dắt bạn trai về nhà đi rồi ông có rối như tôi không? Ê, khoan, dạ cho bạn con vô ngồi được không? Thôi, nay ngày vui, mắc gì căng thẳng vậy? Mời vô đây. Hỏi ông, dạ. Ông già đi chứ. Vô đây ngồi. Chào con trai. Cho con xin phép nha. Dạ. Chào chú. Ngồi cho khác xa xa tao đi, mới kêu tao bằng ông nội, tao quế mày rồi. Ôi, không sao đâu mà chú này, chú Bảy này kỳ quá, làm bạn con ngại á. Mắc gì bên? Ba, cho con giới thiệu cái bạn con tên là Phát. Đây là bạn trai của con á. Quen được. Quen được một năm rồi. Ngày hôm nay là lần đầu tiên con dắt ra mắt gia đình nhân dịp sinh nhật luôn. Sau này có đụng mặt nhau cũng không có bỡ ngỡ. Trời đất ơi. Rồi hai đứa nó có làm gì nhau chưa? Đồng lạ. Đi về chúng ta. Không, tụi con có làm rồi. Hả? Cũng nói. Cái gì vậy? Làm gì? Tụi con làm cũng nhiều lần rồi. Làm cái gì? Tụi con làm việc với nhau á. Cậu làm gì? Nghe cậu là nghề nghiệp làm gì? Con làm producer. Hả? Bạn con là producer, có nghĩa là nhà sản xuất âm nhạc. Producer là gì? Là khi mình có tiền, mình đưa cho người ta, xong người ta lấy tiền đó, người ta sản xuất âm nhạc. Wow. Hey, chú thấy già cũng chưa hồi đồ ha. Có kiến thức. Con là... Mày cái miệng mày thúi giống này luôn nè. Wow. Nói chuyện người lớn mà. Anh nói giỡn cho vui vậy thôi à. Chứ anh dễ thương lắm, mà tốt tính cực kỳ luôn. Anh giúp đỡ con tất cả mọi thứ, nâng đỡ con. Ai mượn nâng đỡ? Cậu là chỉ có sản xuất âm nhạc thôi đúng không? Dạ. Không làm gì con gái tôi đúng không? Dạ. Có. Con nít mới lớn tìm hiểu có gì đâu mà. Sao mà biết là biết sao? Cha mà có con gái là lúc nào cũng phải căng thẳng. Bị hồi ngày xưa hại gái người ta rồi. Hết nữa đó. Đó chú. Thôi đừng nói vậy ba. Ba ngồi xuống cho bạn con thoải mái đi rồi mình đốt bánh sinh nhật nè. Anh ngồi xuống sinh nhật anh làm gì cháu à, sợ. Chưa dạ. Có hả? Chưa có hộp quẹt, để con đi lấy hộp quẹt nha. Với lại quà này. Em mở ra đi. Cái đó là anh có món quà đặc biệt dành tặng vui cho con. Không, không. Tự nhiên quà của bạn trai con, một mình con biết thôi, mọi người biết làm gì. Đi vô trong gỡ. Kìa. Gỡ bắt cỡ. Dạ dạ. Mang nhiều nhà sản xuất có cái nào giới thiệu chú là chú nhảy hay lắm. Chú là dân dance spot trời đó ơi, con. Trời ơi, có cái đánh ma nào giới thiệu giùm thế. Ghê vậy. Con phải giới thiệu chú đi. Cái dáng của chú là chú hay kiếp hay Việt Nam này là một mình chú là vũ sư là nổi tiếng không nữa. Nhưng mà chương con trình là phù hợp không? Con làm việc với ca sĩ nhiều hơn, con không có làm việc với dancer. Quay MV được cho chú vô chú nhảy cũng được. Thôi ông ơi, đi vô. Ông Bảy nói đúng á. Không có biết nè. Bữa nào trong khu này có đám ma tôi kêu ông tới nhảy. Trời ơi, nhảy cho tao quýnh chồng tôi hay gì? Nhà đâu? Con cũng ở cách đây không xa lắm. Đi khoảng tầm nửa tiếng tới chú. Rồi, ba má làm gì? Nói cũng ngại, ba má con bệnh hết rồi. Ồ, chết hết rồi hả? Mà không. Ở trển mới chết, còn ở bển là nước ngoài. Dạ. Ba má còn định cư nước ngoài. À, định cư nước ngoài ở đây có mình hả? Con thì thật ra là đáng lẽ là cũng ở bên kia. Nhưng mà còn nhiều việc quá cho nên con vẫn ở đây.
ba má của con đang định cư ở đâu? Dạ ở Mỹ ạ. Ngon luôn nha. Chú cho con hỏi cái đơn ngon. Cái ly nước này của ai chú? Của con lè con gái tôi đó. Con uống miếng được. Uống đi con. Khát nước quá nãy vô nãy giờ chưa uống. Lễ phép dễ thương. Trời ơi cái gì cũng xin. Ý nó chửi mình nãy vô không biết mời nước mời đồ đó chứ. Có là mày trong nghĩ sâu xa. Mặt dạ. Ủa? Anh ơi. Ủa sao biết em ở đây hay vậy? Em ở đây hả? Em ở đây, trời ơi. Ủa sao nãy anh bận công chuyện anh đi gấp mà? Thì đúng rồi anh bận lắm. Bây giờ dạ, con xin phép. Con cũng có việc bận á. Khoan xí, gái này là gì của con? Dạ, đây là người yêu của con. Nhìn con chú. Anh Hồng. Dạ đây, nhân dịp đây con muốn xin giới thiệu với cô chú. Nhìn, bao gì? Bao gì? À, không sao đâu, sao đâu, nhà em vui tính lắm. Đây là ba bảy của em nè, cô chú vui tính lắm, được lắm. Trời thấy không, nhà em đó chứ là rất nồng hậu luôn, thấy không? Qua đây nè em. Nhìn tôi nào. Bình tĩnh chú. Nhìn tôi. Đây con nhân dịp này con cũng xin giới thiệu với ba với lại cô chú. Con nói đi nó là ai? Dạ đây là anh Phát, người yêu của con. Thôi chú phải. Anh ấy là kinh doanh bất động sản nổi tiếng nhất Sài Gòn. Nó bên kinh doanh bất động sản nha anh Bảy. Một hồi nó bất động rồi nó sản với tôi nè. Đây là bình tĩnh. Gái. Dạ. Giới thiệu ai đây? Dạ đây là ba Bảy của em. Dạ. Bây giờ hai đứa quen nhau lâu chưa? Tụi con quen nhau 2 năm rồi đó. Mời bình tĩnh. Anh Hồng. Đừng có mở loa thời điểm đi nha, nó giật nó banh nè. Lưu. Hai đứa quen nhau 2 năm rồi. Dạ. Có gì chưa? Trời ơi. Chưa gì vậy chú? Ôi anh khai thiệt đi, giấu ngoài. Trời ơi. Có gì chưa? Dạ có nhiều lắm. Ôi trời ơi, không lên không chú Bảy ơi, chú Bảy. Chú ra, đâm thằng này một cái Bảy ơi. Này. Dạ, tụi con có gặp nhau nhiều lần lắm rồi. Người nhà em quan tâm em đó, lần đầu tiên thấy em dẫn bạn trai về nên mọi người vui vậy đó. Bình tĩnh nghe nó nói đi. Mình ngồi xuống đàng hoàng đi. Ngồi. Mình lấy hết sức bình tĩnh đi. Thôi đi anh, ngồi đây. Anh Hồng. Ngồi đó. Ngồi đi em. Ngồi đó đi. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Đừng. Bây giờ vậy, hai người làm ơn nghe lời con. Ngồi đi. Trời ơi, thôi mà. Bây giờ vậy, có thương tụi nhỏ không? Mày đừng làm, nó không sợ chứ tao sợ. Đừng có làm vậy, đứa nào buồn cũng tổn thương tụi nó, hiểu chưa? Dằn lại. Dằn lại. Mình ngồi xuống mình nói chuyện đàng hoàng. Con nói cho ba với cô chú. Mình là khu phố văn hóa mà anh Hồng. Sao vậy? Sao hôm nay giỡn vui? Giỡn vui chưa? Em nói với anh, gia đình em vui lắm, ai cũng dễ thương hết á. Tụi con quen nhau là yêu xa cũng 2 năm rồi. Lần này á, tụi con về đây thì ảnh có nói với con á là mình quen nhau lâu như vậy rồi, với lại ảnh cũng chung thủy với con, yêu có một mình con thôi, nên lần này ảnh muốn gặp ba mẹ con. Tụi con muốn tiến tới hôn nhân với nhau. Bây giờ không được gặp ba mẹ con. Dạ. Bác cho nó gặp ông bà ông giải nữa. Thôi. Mày đụng rồi, tao nói mày đụng rồi đó. Mày đụng chặt rồi. Đây nè, bảy chó điên nổi tiếng sớm này mày dám vô đây, mày ghen lắm. Thôi, trời ơi. Ba. Anh nói nghe nè, bạn tim bạn con cái nha. À, gì? Con vô con lấy quà cho lè, nãy quên lấy quà. Đi đi con. Anh ngồi đây đợi con, em xíu nha. Con đi rồi. Lấy quà cho lè. Đấy, đi vui lắm, mọi người giỡn vui vậy thôi. Vô đi rồi bác, chứ bác bảy dằn chuối thằng này là vừa rồi. Nó vô rồi. Dạ. Chơi. Trời ơi. Minh tinh. Ủa gì vậy? Nhà mình đang chơi cút tìm hả? Ta thấy bạn con dễ thương quá. Trời ơi, mặt ảnh xanh quá vậy. Lè ơi, anh hôm nay chúc mừng sinh nhật em rồi. Này em mặc có vừa không? Anh đi trước, có gì anh gọi em sau. Khùng quá, đi đâu mà đi vô đây ngồi với em nè, em khoe mọi người đó. Trời ơi, ba ơi ba, con anh tặng cho con cái đầm nè. Trời ơi, sexy quá trời luôn á. Không biết là anh muốn cái gì nữa. Trời ơi, mà con thích lắm luôn á. Cái này mà con tập bên chú á, mấy cái điệu nhảy đồ gì chắc là đẹp lắm phải không chú? Không. Trời, không, đẹp quá, anh hiểu ý em chứ. Không trách thằng này được, do con gái mày rồi. Anh bình tĩnh, chuyện gì cũng đã xảy ra rồi, anh cứ nhìn tôi thôi, anh bình tĩnh. Lẹ lên ba ơi, lại đây ngồi nè. Hát mừng sinh nhật con nè. Mày ngồi đó.
con trai. Nãy giờ mấy cái kia nổ chưa có đã đâu, cái này nổ mới đã nè. Trời ơi, thì có cả nhà có biết không, ảnh á là tốt hay là tốt luôn á, yêu có một mình con à, mà ảnh hy sinh hết tất cả mọi thứ cho con luôn á. Ảnh nói á là chỉ cần á con mà ra được một bài hát mà hit á là ảnh sẽ cầu hôn con á ba. Con vui quá trời vui luôn á. Bình tĩnh á. Nè, anh hứa với em rồi nha, trong ngày sinh nhật hôm nay em sẽ ước bài hát của em sẽ thành hit. Lê ơi, happy birthday nè. Quà nè. Trời ơi, con quà nữa hả? Nhâm ơn nhân nha. Mở ra đi, mở ra đi. Cầm coi quà gì vậy? Đẹp không, đẹp không? Trời ơi, đẹp không? Ôi, đẹp quá, trời ơi, tôi quá trời. Ê, quên nữa. Hả? Tôi giới thiệu cho bạn nè. Tôi cũng có một người muốn giới thiệu với bạn nè. Ủa vậy hả? Trời ơi, ai vậy? Hôm nay tôi đến giới thiệu là người yêu của tôi với Lè đó. Ủa vậy? Sinh nhật của Lè nên giới thiệu cho Lè biết luôn. Trời ơi, rồi tôi định tiến tới hôn nhân nữa. Vậy hả? Trời ơi, Lè cũng vậy á. Hôm nay là hả, Lè có dắt bạn trai tới để ra mắt cả nhà. Ôi, nó trùng hợp vậy. Yeah. Hai đứa mình có hai cái áp. Yeah. Rồi anh đâu rồi ta? Đây nè con. Ê, đúng rồi kìa. Ngốc vậy. Ảnh đó. Ừ, ảnh đó. Ảnh. Để là con mình giải quyết tình huống này sao? Bồ tôi đó. Lộn rồi. Bà giỡn rồi. Bồ đâu bên đó đúng không? Không, đây nè, đây nè. Đây nè. Đó. Bồ tôi. Bà đó hả? Không. Đây. Áo đen. À, quần đen. Đó. Anh. Đây là Lè, bản thân của em nè. Áo đen. Đúng. Quần đen. Đúng. Giày đen. Đúng. Bồ tôi đó. Bồ tôi. Bồ của tôi. Bồ của tôi mà. Bà có bị điên không? Đó là bồ của tôi. Thôi đây, nó quen một lúc hai đứa đó. Cái gì? Chết. Tao không kêu mày nhảy. Đánh nó lôi dưới đây ngồi. À, tụi con, cô lại nói nghe nè. Mình là con gái phải không? À, nhiều khi mình mới lớn á, mình sẽ gặp những cái người vậy nè, người ta gạt mình, nhưng mà không sao, mình sẽ gặp được nhiều người khác tốt hơn, không có gì tụi con phải tổn thương, không có gì phải đau khổ hết. Không. Ồ, là sao? Ngân lộn rồi. Anh này tên là Phát Producer, ảnh đang làm nhạc cho tôi. Năm nay anh 22 tuổi và ảnh đã quen tôi một năm trời rồi. Không thể nào anh có người khác mà tôi không biết. Bà lộn rồi. Lộn rồi, nhớ lại đi. Ảnh tên là Phát nhưng không phải làm producer. Ảnh là nhà mua bán bất động sản. Tôi quen ảnh 2 năm rồi. Anh nói đi, có đúng như vậy không? Có phải là mày quen một lúc hai đứa? Nói mày. Dạ thật ra nói thì không? Đúng không? Dạ đúng. Mày làm gì hai đứa rồi? Không, con chưa làm gì hết. Thiệt, đâu có cho đụng vô đâu. Không có đụng vô được. Con gái tôi là ở nước ngoài, nó mới về đây có mấy tháng thôi mà. Tụi con yêu xa 2 năm rồi. Hả? Mày đứng lên mày. Không, con bây giờ có anh hãy cắt cho nó cái đầu tóc giống anh là nó sợ liền. Mày khoan đi, đây là chuyện của tụi con. Cô chú đứng yên đi. Bây giờ anh nói đi. Nói đi. Chuyện này là sao? Chuyện này là sao? Đúng là hồi năm ngoái anh quen em. Nhưng mà hồi năm ngoái anh đã quen tôi rồi mà. Thì anh quen em năm ngoái trước đó chút xíu, đúng rồi. Nhưng mà ủa? Hả? Vậy anh có phải là đồ đi sờ không? Anh đúng rồi, anh sờ. Anh vậy anh có phải là bán đồ bất động sản không? Không, anh bán đồ thờ. À, không phải là producer mà là cái thằng bán đồ thờ à. Dạ. Ra thì tụi mình là còn trẻ mà, cái chuyện mà tiến đến hôn nhân nó còn xa lắm. Cái chuyện này ai cũng có tự do để mình tìm hiểu cái người mà sẽ đồng hành với mình. Cho nên là thật ra thì anh cũng đang trong quá trình tìm hiểu em. Thì thật ra thì song song lúc đó anh cũng tìm hiểu em để coi là mình sẽ hợp nhất với ai thôi. Chứ thật ra là anh không có ý bắt cá hai tay đâu. Mày quen con gái người ta nhưng mà đi siêu thị hả? Mày lựa hả? Thôi anh Hồng ơi. Anh có biết anh làm bây giờ là tôi đau khổ lắm không? Gật đầu một cái nó đi bệnh viện liền. Con gật đầu một cái thôi nó đi bệnh viện liền. Riêng thằng này sao hất tóc mà cái máu vô con mày nặng quá. Anh nói anh cầu hôn tôi mà giờ anh đối xử tôi như vậy hả? Con gật đầu một cái ba đưa qua nước ngoài lại liền. Thì anh xin lỗi. Xin lỗi thôi hả? Xin lỗi là sao mà? Xin lỗi. Ê, tôi cho anh nhập viện luôn. Xin lỗi nè.
con ơi, bỏ, bỏ. Hai đứa sao vậy hả? Nãy giờ chú với ba con là nhóm nhóm tôi chứ đâu có dám quánh. Trời ơi, con hù đó thôi mà mày làm thiệt vậy? Hai đâu mà xin lỗi một câu thôi hả? Dám con lừa đảo tụi con hả? Đừng có trách người ta, trách là trách tụi con trước kìa. Đúng như vậy, con gái con lứa quen người ta mà không chịu tìm hiểu gì hết trơn, cái trời là sao? Ủa cái gì vậy? Nó bị người ta gạt mà không binh thôi mà còn nói kiểu đó nữa hả? Anh đó, anh làm cha mà anh không biết quan tâm lo lắng cho con cái. Nó quen ai, nó yêu anh cũng không biết là sao. Nói đúng rồi. Chú cũng vậy nữa. Làm cha gì đâu mà kỳ cục hả? Có hai đứa con gái mà không biết lo. Nói gì nói, mình làm cha mà không lo cho con gái mình, để người khác người ta vô, người ta lừa gạt tình cảm, dù là chưa có gì sâu sắc nhưng mà tinh thần nó bị tổn hại chứ, đúng không? Thật ra không có đâu, con không bị gì hết trơn. Con không chưa có gì hết trơn. Thấy chưa, con đâu có... Mày đi về mày. Không, nó đâu có về liền gì được. Còn cậu, tôi nói cho cậu biết, cậu muốn quen ai thì tìm hiểu một người, nếu không hợp thì tìm hiểu người khác. Đừng tìm hiểu hai ba người một lúc. Gia đình chúng tôi, khu phố chúng tôi là những người có văn hóa, sống văn minh, nên tha thứ cho cậu. Chứ xin lỗi cậu, cậu mà qua bên khu phố của con Phương mà tóc tém kia là cậu về chỉ có một chân thôi. Con cảm ơn chú. Dạ. À, con cảm ơn mấy chú, mấy bác, mấy cô. Nhớ có gì qua đây đăng ký, chú về nhảy cho. Thôi nha. Nên người lắm. Lao vậy. Thôi vậy thôi rồi, rồi thôi đi về đi. Dạ. Đi rồi. Con xin phép. Nè, tôi sẽ gọi điện cho ba má cô. Tôi kêu ba má cô đưa cô về bên kia liền. Trời ơi, con nghĩ sao vậy Ngọc? Con muốn nổi tiếng thì nổi tiếng bằng thực lực của mình, chứ nghĩ sao mà trời ơi, con gái của tôi. Rồi tự nhiên hôm nay sinh nhật con cái ba la con vậy đó hả? Hãy đi bên đây, hãy đi bên đây, vô vô vô. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, ba chỉ dạy con thôi. Chứ la cái gì? Cái rượu tây này nó kỳ kỳ sao? Cái này là rượu là nhà tôi ngâm đó. Đúng, đây là rượu tây Nam Bộ. Mà bỏ vô cái chai rượu tây nhìn cho nó sang. Thực ra đây là rượu gì vậy chồng? Mấy cái củ mà mình nấu súp á, bỏ ủ mấy cái rễ tôi sắp là tôi ngâm hết. Đà củ cà rốt, củ dền đồ đó. Củ dền đồ, nói chung đây là rượu cũ, cũng mấy năm trời rồi chứ không phải mới. Uống vô nhiều khi giảm cân luôn. Đang ngồi chạy tare là giảm cân liền à. Nhưng mà lâu lắm rồi là mà nhà mình mới vui vậy. Tại vì có bạn quý ở bên phương xa về. Nên phương xa ấy giờ này bạn ổn không? Đúng là nhìn cái bữa cơm này mà tôi rơi nước mắt. Đây. Sao vậy? Nhớ cái cảm giác này quá. Bên Tây không có. Đúng rồi, ở bên đó là suốt ngày đi làm rồi ăn đồ hộp không à, đâu có được ai nấu nướng vậy. Bởi vậy vô cái đi. Ăn vô đi. Okay, vô đi. 1, 2, 3 vô. Này, không khí đang vui như này, hát một bài được không nhỉ? Đây. Được không? Tự nhiên, hát được không? Cứ hát thoải mái, tự nhiên. Mở cái bên này nước ngoài, bên Tây mà hát này là bắt luôn. Không có, ở đây. Ở đây. Xóm này tôi lo. À, xóm này bà chung tôi nữa lo, hả? Tôi bao hết. Rồi, biết ơi, thử rồi. Vô, thử mi đi. Hê. Cái này được rồi. Cái này được rồi. Rồi, kết nối vô nè. Mở Bluetooth. Rồi. Ông ấn cho tôi vào bài... Bài anh gì? Khác hay em khác? Anh khác bài hay em khác? Bài anh khác hay em khác? Rốt cuộc bài đó là anh hay em khác? Khác thì uống chứ đúng không? Vô cái là khác là vô cái là mà đấu vô là. Vô, tôi vẫn chưa biết thằng nào là khác à? Vui quá, vô! Lên lên, lên lên! Hey! Alo, alo! Vô! Có phải em hết yêu anh rồi? Thấy nhạc hay quá! Em hãy nói đi người ơi! Ông cái chữ cậy nhảy, cậu nhảy đi! Anh vô tâm hay là anh đã sai? Mà dường như ta dần xa cách. Em nói đôi ta không hợp. Em nói anh không còn như trước. Nhưng tại sao em ơi, những lúc ta bên nhau, bàn tay em không muốn ôm anh thật lâu. Anh bảo ơi! Và dường như anh hiểu ra một điều, em đã khác xưa nhiều lắm. Khác lắm ở đời. Và dường như anh hiểu ra một điều. Bảnh lên, bảnh lên, bảnh lên, bảnh lên. Nhiều bao nhiêu. Và như anh sẽ bước ra đi, trả lại em những ngày anh chưa đến. Và khi anh ra đi, em sẽ nhận ra không ai yêu em như anh đã từng. Cái gì? Hey! Con
tiện em ơi. Gì quá vậy? Hay quá. Không cảm, vô không cái cảm. Vô cái đi vô. Ôi lâu lắm tôi đi vô vui nha. Cái đầu ông như cái đùi vẽ rồi. Tôi lâu lắm cũng được vui ngày rồi đấy. Tôi lâu lắm hai giờ chồng mình mới được bốn sợi vậy. Bốn tới đi. Xu này là khu quanh mà. Thích bài gì hát rồi đó. Xin lỗi xin lỗi. Lỗi phải gì sao? Không. Ở đây không ai bắt lỗi gì anh hết. Anh vô đây ngồi với vô luôn, nhậu luôn. Không phải, không phải ý tôi là mọi người có thể bớt ồn ào được hay không. Vậy mọi người có nhậu là rất lâu rồi. Mà bây giờ khách của tôi là bỏ đi luôn rồi. Thì người ta cắt xong người ta đi chứ. Cắt xong đâu, cắt cái đầu ông như cái nụ vẽ rồi. Không sao. Tôi cắt tóc ông luôn bây giờ. Qua đây nhậu với tôi đi mà. Tôi đó rồi đó. Cái nhà bên đây là cái nhà ồn ào dữ lắm đó nghe. Không có được ca hát nữa. Mất khách của tôi rồi. Anh ơi sao anh ngộ vậy? Tôi là lâu lâu mới có bạn từ bên ở châu Âu về. Bạn bè người ta lâu ngày gặp lại hát hò chút có gì anh khó chịu. Bạn chị ở châu Âu kệ, bạn chị khách tôi đi từ châu Đốc bên đây cắt bây giờ hả? Bây giờ để nguyên cái đầu như vậy đi xe về châu Đốc. Sao bên ta nó giống bên Tây thế nhở? Bên Tây tôi cũng bị như này đấy. Tôi nói rồi đó nghe, hát một lần ở đây nha. Tôi mời công an xuống đây là giải quyết chuyện này đó. Tôi nói rồi đó, dám hát nữa tôi mới sợ đó. Ông nói vậy thôi à, chứ ông hiền lắm. Ghen tị đó, tại vì không có ai chơi, hiểu không? Cứ mới ghen tị. Mở nhỏ nhỏ là được. Mắc gì phải mở nhỏ. Ủa cái xóm này đâu phải của ổng đâu. Anh mắc cười, mình hát ở sân mình chứ bộ mình hát sân nhà. Wow, tôi thần tượng bà quá. Trời ơi, ngán gì ai, xóm này tôi là chùm. Em mở nhà lên, lên nhà luôn. Remix lên. Remix lên. Vô 2, 3, vô à. Lớn luôn, lớn hết mát luôn. Lớn hết mát luôn. Nè, quá nè. Lớn muốn lớn phải không? Muốn chơi lớn đúng không? Cũng chơi lớn nè. Nè. Làm gì ạ? À? Hỏi hát nữa. Alo. Muốn chơi lớn thì chơi lớn. Bây giờ thằng này lên trên phường chơi lớn luôn nè. Ồ, chơi lớn thật đấy. Cái gì vậy? Hư luôn rồi. Trời đất ơi. Ủa? Trời, cái loa mới mua. Hết nhạc rồi hả? Rồi xong luôn. Đó, thấy chưa? Sống trong một cái khu như vậy, có mấy căn nhà thôi mà mở hát nhạc đùng đùng vậy, ai mà chịu đói? Phải phải vừa sẵn sinh chuyện không? Rồi hàng xóm láng giềng cãi nhau không? Nhưng mà lâu lâu nhà tôi mới có một bữa thôi, làm gì qua nói một tí được rồi, làm gì mà lấy nước tạt hư luôn. Tại vì nó kinh doanh, nó phải nó hiền như tôi đã. Không, tôi... Vô, nó có nghe gì đâu. Không phải chú, bây giờ mình ở chung xóm với nhau đúng không? Thí dụ cái xóm này con thấy buồn quá thì lâu lâu con khuấy động xóm mình lên cho nó bớt tẻ nhạt chứ có gì đâu mà tạt nước vô cái loa của con vậy. Khuấy động là 5-6 giờ chiều, bây giờ mười mấy 11 giờ đêm rồi. Khi nào 12 giờ con còn hát thì hả nói? 12 giờ mình hát không nổi đâu, nó trọi dép vô mặt về rồi. Sao ngộ quá à? Chú có biết là mấy đêm mà khách khuya tới ông gõ cái kéo len keng vợ chồng con cũng có nói tiếng nào đâu. Cái kéo cắt bên đây đóng cửa vì nghe len keng bên kia luôn hả? Nghe chứ. Đâu phải bán đủ trộm đâu mày. Cười quá à. Bây giờ cái loa con hư rồi ai đền? Sớm luôn gì vậy là khỏi nhìn mặt cho luôn. Mà hả, làm như vậy là con mất mặt với bạn con. Lâu lâu bạn con mới từ chỗ nước này ngoài chỗ sinh hoạt chung mà đem đi dọn ra đây ăn uống rồi về còn cãi nữa. Người ta xa xôi, người ta về ta chơi chút cái thứ mà cô đơn ha, lẽ ai à? Không có bạn. Chữ ai hả? À? Con nói cái ông hớt tóc đó. Chú vậy bữa nhà chú đám giỗ ông đồ chú cũng đẩy, con có nói gì đâu. Xin lỗi, nhà tao không ai chết mà đám giỗ. Thì mai mốt chú chết. Ê thì đó. Vừa thôi nha. Thằng kia bị cự gì? Mấy mốt chú thử chết đi, con làm mấy mâm đại ca sớm con hát sáng đêm cho chú coi. Cái miệng mày riết mà không có con cũng liền dính lên đó. Đi vô nhà đi rồi không có nói nhiều đó. Đâu có dễ dàng mà tôi bỏ qua như vậy được. Chờ đó. Cái gì vậy? Cái gì? Thôi không được đâu, không nên đâu. Chắc chưa? Vô đi. Tôi canh ở đây chờ. Ông dịch đi. Dám chơi với tôi. Ông sai rồi. Ông phải xin lỗi tôi đi. Xong chưa? Xong chưa? Cái gì vậy? Cha này, đàn ông ăn ăn gì mà nhát dữ vậy không biết. Hả?
hai vợ chồng nhà đó làm gì mà sao hôm nay không thấy gây lộn gây lão gì với mình nữa vậy ta? Hôm nay mới thấy yên ổn được một bữa. À, chào anh. À, chào. À, anh làm tóc đúng không? À, đúng rồi. Mình mới gặp nhau mà. Thì đó, bữa ông hát sùm đó, tôi tạt nước vô trong cái loa của nhà ông đó. À, em xin lỗi, em vừa mới bên nước ngoài về. Có biết được là đây là om sòm như này đâu. À, bây giờ thì em đang muốn vào làm tóc, anh có làm chưa nhở? Mở cửa chưa anh? Mở. À, ok, vào đây, vào đây. Vô làm đi, hấp okay. Dầu rồi cho ông. Rồi nằm thư giãn đi. Tay nghề của tôi cứng cáp dữ lắm. Gội đầu nè. Massage mặt nè. Kìa. Ủa? Có thư giãn nhẹ nhẹ nha. Làm gì đình đập vậy? Có đâu. À, dạ đâu có, hai vợ chồng con đang khiêu vũ. Dạ. Rồi, bây giờ là vô đây ngồi hấp dầu nha. Chuẩn bị mở máy hấp dầu lên à, cái đầu bóng lưỡng cho coi. Úi cha, trời đất ơi, cái gì vậy? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Cái gì vậy? Sao khét khét khét? Khói, khói, khói. Khét quá vậy? Chết rồi, mùi gì khét quá vậy? Trời ơi. Anh ơi. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Ôi trời ơi. Ê mê. Trời ơi, làm ăn cái gì vậy hả? Mày làm ăn cái gì mà để khách hàng bị vậy hả? À, ông vô hấp dầu. Ông thù tôi đúng không? Không, không phải, không phải, không phải. Trời đừng ông có ông thù tôi. Ông bảo vào đó gội đầu massage nằm nghỉ. Tôi mở mắt ra tôi thí. Tôi giật điện. Trời ơi, thì đúng rồi. Cái đó mình cắt mối điện là nó giật là đúng rồi. Ai cắt? Ủa ai cắt? Ông, tôi đang ngủ, ông cắt điện đúng không? Không. Tôi đang nằm, ông cắt điện. Trời chắc chắn là ông ấy rồi. Ông ấy thù con. Có ai mà đi làm cho khách hàng mình bị vậy? Hôm trước con hát ở với vợ chồng nhà nó, ông ấy sang ông chửi ông thù. Chửi con. Là chửi như vậy, cái nhà bên này đứng lại. Hay là hai vợ chồng mình lén lút dữ lắm. À, bước lại đây. Cái chuyện bên ổng thì ổng giải quyết chứ dính gì tới vợ chồng con đâu. Có nhưng mà tại sao hồi nãy biết cái vụ cắt điện? Hồi đó tôi có học điện mà. Học điện? Tôi vậy học... là thủ phạm là đây rồi. Thôi thôi, chuyện bỏ qua, qua đây bác nói con nghe, chuyện này dễ lắm, bác giải quyết dễ lắm. Đây, qua đây đứng nè. Dạ. Này, hồi nãy con làm gì mà bị vậy? Làm... hấp dầu. Rồi, vô hấp dầu. Ôi, cho chú, tôi đội điện giật chết là chú. Sửa ơi. Rồi, sửa rồi. Không, chưa có sửa đâu, có đó đâu phải kêu thợ tới sửa, đâu phải muốn sửa là sửa đâu chú. Hai cái mối mà cắt chè hẻ gì mà làm sao mà sửa. Hả? Thấy chưa? Mới thử cái lòi ra. Trời ơi. Tại sao? Hại ai mà hại chính thằng bạn thân mình về thăm mình. Thì tức bao nhiêu chỗ không đi vô ngay cái tiệm xấu nhất mà làm thiệt. Nói ai xấu hả? Hàng xóm gây lộn gây lão với nhau xong rồi bây giờ qua hại con. Chú hay được không? Cũng vì cái chuyện mà hát karaoke loa kẹo kéo mà ra. Bây giờ vậy kéo loa ra đây. Trái mất tiêu rồi. Loa học rồi gì nữa. Đừng có xạo. Nó còn cái loa to nữa. Đem cái loa kéo to đây. Lấy cái loa to ra đây. Để làm gì? Để ông đem ra đây. Đừng hỏi nữa. Đó, thấy rồi chưa? Rồi. Thấy chưa? Hai ba cái thủ sẵn. Cái nhà gì đâu mà hả loa không? Tự nhiên bây giờ kia làm gì vậy chú? Để... cô im đi, cô đừng nói gì hết. Anh làm bạn tôi như vậy anh còn chưa xin lỗi. Người làm bạn cô như vậy là cô đó nha. Con không có ý làm bạn con. Ai là người cắt? Ai là người cắt? Đây, ông cắt. Trời ơi, ông vũ sư ha, ông ha. Thôi. Trời ơi. Anh nói em rồi, làm cái đó nguy hiểm chết người mà em cứ suối. Làm vũ sư mà đi cắt điện ta hên không giật banh xác à. Giật là lúc đó đứng trong kia nhảy hoài nên nó biết sao. Cái đó yếu xìu à, không có đủ làm chết người đâu. Nó điện 110 thôi mà. 110 nè, mày nhìn tù tao nè. Thì mày dùng đi đúng người chưa? Rồi cậu nha, cậu đi học nước ngoài về. Cậu vô số người ta còn hát giống như là gia đình cậu mở live show vậy đó. Hả? Anh khác em khác à? Đó, cậu là người khác nhất đó. Mặc dù như con quỷ hả? Thì con hỏi vợ chồng nó là ở đây sao? Vợ chồng nó bảo thoải mái. Nó là chùm ở đây mà. Đó. Sao là, con biết được? Bây giờ muốn chùm là chùm. Lấy điện thoại ra, bấm bài gì muốn hát hát. Hát hoài, tao ngồi tao canh. Hễ mà ngưng hát là tao tán cái ghế này liền. Mỗi đứa cái. Muốn hát loa kẹo kéo phá làng phá xóm đúng không? Ngồi ngồi tao canh. Mày hát đi. Ngưng một cái là tao giả. Ngưng một cái là tao giả. Trời tới luôn, mình được mùa mình chơi đi, sợ gì em? Để đúng. Coi. Tôi không sợ, nghệ thuật là đam mê mà hát đi chồng. Để coi hát được bao lâu. Về đi em, đừng khóc nhé. Vì xa nhau có lẽ đã do ông trời đặt cho ta. Ê! Được gặp nhau. Ê! Này hay thật, tôi vẫn hát được nhỉ? Chúng ta không bên nhau.
ngày mai. Ở bên em không phải nhưng sẽ có người thay thế anh yêu em. Dù bên nhau chỉ trong phút giây. Trao những lời nói ngọt ngào, vòng tay ấm xí đang chặt vào nhau. Anh chỉ muốn ôm em, ôm chặt mãi không buồn. Anh chỉ ước em mãi là của anh. Vô mà quá. Gái hát. Chuông đổ chùa xa chiêu bao rừng nghe đêm buông nắng chung mưa. Ghê quá. Tôi nghèo đường đi, tôi bóng hèn ngủ đi, nắng khóc đời người đi. Từng vui gặp nhau làm nghe nói. Yêu mãi nghe anh, yêu anh chân thành. Nếu duyên không thành, đẹp ơi lắm cách sống quên đời gì anh. Hát đi, đừng khóc, hát đi, hát đi, hát. Hát nổi nữa, mệt quá. Hát giùm đi. Hát sao được nữa. Hát đi. Hát cho đã đi. Thấy chưa? Hát phải có giờ có giấc. Hát phải biết suy nghĩ những người xung quanh. Rồi giờ bắt hát thì không chịu hát. Hát có hứng mới hát, hát này cần hứng hả? Mấy người nghĩ mấy người có hứng, mấy người hát ảnh hưởng hàng xóm thì những người hàng xóm kia người ta có hứng không? Đúng rồi. Mỗi lần hát bên này có hứng là bên này mất hứng. Sống là phải biết tôn trọng nhau mà sống nhá. Sinh hoạt gia đình là gia đình, còn sinh hoạt cộng đồng là cộng đồng. Sống là phải biết nghĩ tới mọi người chứ. Sống mà người nghĩ coi mình không à. Vô rừng mà sống đi. Dù sao thì mình cũng là hàng xóm láng giềng. Xin lỗi anh Hồng. Nha anh Hồng. Hồng sao? Thôi. Tha thứ không? Tôi tha thứ cho cậu. Đó, coi như là xin lỗi là xong rồi đó. Rồi tới cậu kia. Cậu kia. Thôi, tôi rất là xin lỗi anh. Tôi cũng thực xin sự lỗi là anh. Tôi cũng trách vợ chồng nó lắm. Nhưng mà thôi, sự việc nó đến như này rồi thì bỏ qua. Nhưng mà bây giờ điện trong kia nè, nó hở tùm lum mối nè. Bây giờ do nó giật nó bất công nữa. Hay là nó chưa cấp điện toàn khu vực đó. Đúng rồi. Không là bên khu vực xuống còn chết nữa. Bây giờ ai kêu thợ điện xuống là tốn tiền lắm. Yên tâm, con sửa. Ủa, biết sửa điện hả? Em học bên nước ngoài, học chuyên về điện. Trời đất ơi, có kỹ sư nước ngoài thì còn gì bằng nữa. Mời. Ờ, sao cho giữ sửa giùm nó đi. Đó, một phiên vô. Đi đem, đem vô đi. À, riết sớm này. Nó đang sửa chồng hả? Có không, sửa chồng đó cũng đỡ. Thôi bây giờ vậy, chị cũng lỡ rồi. Nhưng mà nó vô nó tự sửa. Thôi tha thứ, hàng xóm à. Rồi bỏ. Lúc này lúc kia chứ nghe. Thôi chú vô chứ. Cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Sao con nghe tiếng nổ như nổ bom? Trời ơi cái gì vậy? Vô coi thử cái gì. Cái gì hả? Bên đây nè. Cấp điện toàn khu vực rồi. Ủa sao vậy? Ông nằm một đống trong này rồi. Ông nằm một đống trong này rồi. Trời ơi sao rồi? Trời ơi. Khiên nó ra. Trời ơi. Khiên ổng ra. Chở đi cấp cứu liền. Trời ơi trời. Lên chở đi cấp cứu liền. Kỹ sư nước ngoài gì đâu kỳ cục vậy. Bỏ lên xe, chở đi. Cái xe nó sao? Dễ lên kia, chạy bộ luôn đi. Đi bộ cho lẹ hơn. Đạp xe theo. Nó nói nó học điện mà chắc nó học bên điện ảnh rồi chứ không phải bên điện lực đâu. Trời đất ơi trời, nguyên cái khu cấp điện hết rồi.